À, chị tỉnh tao như vậy Mà hai đứa cha Xuân Huy và không muốn Hô Dám lừa em nói là chị bệnh Chắc là mình phải tránh đi Chắc chị Chắc là ơi. phải vậy thôi Tôi cũng về phòng à, đây Nè chị đi đâu vậy hả chị Chị đã khỏe mạnh như vậy rồi Tôi phải gọi cha Xuân Huy và Hồng muốn Hô ra Nói hết cho tụi nó một lần chứ Ôi trời ơi à, à, à. Hey. À, Cậu à hey thiệt nè tình. cậu à, ôi trời ơi, ông ấy đã uống bao nhiêu mà lại, Ai... Nè cậu, cậu tỉnh lại đi, cậu ơi, hả? anh kêu như vậy cậu sẽ tỉnh sao? cậu ơi, cậu ơi, cậu mau tỉnh dậy đi cậu ơi. trời ơi, trời ơi, trời ơi, ui da, trời ơi, trời đất ơi, ơi, trời mắt của tôi sao nữa đây? sao trời mắt của đất tôi? Ơi, đau làm sao dữ con biết nè? Được? mắt của cậu lại đau chứ? nhưng mà bây giờ cậu ở đây để làm gì hả? chị đi đâu mất tiêu rồi chị ơi. Nghe... Ở... Sao tự nhiên cậu lại tới đây kiếm một người đang ngủ trong phòng vậy hả cậu? Cậu nằm mơ sao? Vừa lúc nãy chị ấy mới ở đây nè, chị ấy đã đứng ở đây nè, đứng bằng hai chân rõ ràng Không luôn. Cậu nói cái gì chị? Trời ơi, tôi đã nhìn thấy thiệt mà, rõ ràng là chị ấy đã đứng ở đây nè. Trung Quân đi đâu rồi? Trung Quân cũng ở đây mà. Cậu đang nói gì vậy? Con bé Duong Trung Quân sao lại ở đây? Ông ấy sai rồi. Bây giờ không còn tỉnh táo đâu. Tại à, sao tôi không còn tỉnh táo hả? Hai người mới là người không tỉnh táo thì có. Hey. À, ừ. Bảo vệ à? Tới đây ngay lập tức cho tôi. Nhanh lên. Cái gì? Bảo vệ hả? <laughs> lại tính đuổi tôi ra đường nữa chứ gì? Hả? trời ơi ông mango sao cứ ở đó nói chị mình đã khỏe mạnh hoài vậy như vậy thì cha sân hy và muôn hô sẽ nghi ngờ biết phải tính làm sao đây nè mấy cậu làm cái gì vậy mau buông tôi ra coi chị ơi chị ơi chị làm ơn cứu trời em đất chị ơi, ơi cậu à bây giờ chị của cậu đang ngủ nên đừng tìm nữa mà về đi Suốt cuộc tại sao nữa đi mà cậu lại làm chuyện khó coi này hả cái gì nè cha xuân hy con quỷ này nói xong hết chưa hả Ôi trời. À, à, trời ơi, túi da đau quá! Nhanh nồi ông ấy ra ngoài ui, cho tôi, nhanh lên! Ai à, à, mấy cậu nhẹ tay chung coi! Trời, mấy cái thằng nhóc này, thiệt là Ê. ui da đau quá. Các cậu không mau buông tôi ra đi hả? À, ai ai, ai. Trời, trời ơi, trời đất ơi! Ông cụ, xin của tôi. lỗi không. Đợi sự thật được làm sáng tỏ rồi, tới lúc đó cậu sẽ xin lỗi ông nàng hoàng. À, con trai, ông mà quá nên thích giấc rồi hả? Dạ, chuyện gì vậy ba? Hình như con nghe có giọng của ông cậu phải không? Tuần xưa tích cũ, ông cậu của con sai bí tỉ rồi chạy tới đây quậy một trận. Thì không biết, con gặp cảnh này tới chừng nào. Trời ơi. Mày cứ để một người say rượu đi như vậy luôn hả? Không lẽ cho ngủ lại? Ôi trời đất ơi, nhức đầu quá. Con cũng về ngủ đi. <laughs> cậu cũng thiệt là... À mà... Sao cậu lại mở cửa vô nhà được vậy? Em nói là em đã đổ hết mật khẩu rồi mà. À, bởi vậy mới nói, chắc chị giúp việc quên đóng cửa rồi. Nhưng mà... Phải uống bao nhiêu rượu mới có thể ăn nói lung tung như vậy chứ. <laughs> bởi vậy... Cậu nghĩ sao mà nói nhìn thấy mẹ đi đứng bình thường? <laughs> đã vậy còn cả dung chung quên nữa. Có phải là... Cậu ấy đang cố tình diễn sai cho chúng ta coi hay không? Diễn à? Phải. Có khi nào cậu ấy cố tình nói mấy câu như vậy để khiến cho em thấy bực không? Cũng phải. Dù là chuyện mẹ hồi phục hoàn toàn và có thể đứng lên đi lại bình thường hay là chuyện như Trung Quan xuất hiện trước mặt em, thì tất cả rõ ràng đều là những chuyện có thể khiến cho em chướng tài gai mắt. Tới anh mà cũng như vậy sao? Thì như em nói đó, có thể cậu cũng đã suy nghĩ giống như em nên mới tới đây quậy phá một trận âm mỹ đến như vậy. Ừ. chị giúp gì? dạ chị nhớ đóng cửa đàng hoàng giùm tôi với chị có biết là tối hôm qua cậu đã vô nhà làm một trận um sùm hay không vậy không phải tại chị không đóng cửa cho nên cậu mới vô nhà được sao sao kỳ vậy tôi nhớ đã đóng rồi đóng ta. cửa rồi tại sao ông ấy lại vô được điều của chị là cậu tôi đã leo rào vô đây hay sao à không tôi không có ý đó sau này đặc biệt chú ý giùm tôi nha chị nhớ chưa à dạ chung quang à chuyên tìm cô ân e, tôi nghĩ là để tôi tìm cơ phim hội cho hành động một con mình, nhưng hãy sẽ giới tốt thiệu hơn. Đến Nếu các như bạn bộ phim này chung với tôi bị phát hiện thì nguy cơ bị phát hiện sẽ lớn lắm đó. Dạ, em biết rồi chị chuyên cha. Chị phải luôn cẩn thận đó. Bà có ai? Bà nói a à đây. Bà có đang bị đau tay nên dây trên sẽ đút cho bà ăn. Bà nói a à đây. A. À. À, à, à. bây giờ chỉ cần có mẹ ở đây nữa thôi thì mình không cần lo lắng gì nữa mẹ ơi mẹ ráng chờ thêm một chút nữa nha mẹ kim mà nghe cô nghe cho rõ đây tôi có thể cứu sống cô cũng có thể giết chết cô nếu cô muốn sống thì hãy mau ăn cơm cho tôi đi và hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi mà ở đi tất cả là tại cô tất cả là tại cô tại sao tại sao cô không sống giống như trước đây đi cô xuất hiện làm gì chứ cô xuất hiện làm gì để cho tôi khổ sở như vậy tại sao <laughs> trời ơi rõ ràng là chị tôi và chú quên đã cùng xuất hiện ở đó mà tiếp theo cũng tại chị tôi cho tôi ăn một đấm thật mạnh vô mắt cho nên tôi mới xỉu ngay tại chỗ à, giám đốc à, à dù giám đốc mà bị sốc gì thức tình tức cái nào đi nữa thì cũng không được để mình bị quan tưởng như vậy xin giám đốc phải tỉnh táo lại đi cứ vậy hoài sẽ lớn chuyện á mắt mang cô tội nghiệp cố lên trời ơi mấy cái đứa này đúng là đầu óc tôi hoàn toàn bình thường nè nếu như tôi nói xạo thì mắt tôi tại sao bị như vậy hả cái đó là giám đốc uống rượu Rồi đi tới chỗ nào đó quậy nó mới bị ăn đấm Nè Cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy Tôi đã nói là không phải như vậy rồi mà à, à, Dạ, dạ, chắc là vậy rồi Không lẽ cậu vẫn không tin tôi hả à, Nè Cái này rõ ràng là do chị tôi gây ra mà Đây là tài liệu được điều tra Từ việc sử dụng hình trên mạng xã hội của thanh thiếu niên Ờ, à, vậy hả Sau này cậu hãy chú ý chó săn mà tấn công chủ nhân của nó, thì dù nó săn mồi giỏi tất cả đầu đi nữa, người ta cũng không giữ mà nuôi đâu. Trong đó, đại diện có thể nhìn thấy được các ý tưởng có thể làm tăng sự tương tác trên trang chủ và tài khoản mạng xã hội của đại diện. Tình huống chúng ta nên tham khảo từ chính trị gia nước ngoài cũng đã được tập hợp trong đó. Những chính trị gia nước ngoài so với trường hợp của chúng ta khác nhau rất nhiều. Tôi cũng đã chuẩn bị các tài liệu khác mà ông có thể tham khảo qua. thấy cậu ta biết cục đuôi như vậy chắc đã hiểu được ý nghĩa những gì mình nói phải vậy chứ vậy mới là con chó săn mà chủ nên tin dục đâu rồi tài liệu tham khảo đâu đưa tôi coi nè 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 chú quên à nè tôi hôm qua cô tới nhà chị tôi đúng không dạ ông nói cái gì mà kỳ vậy hả cô đã đi tới đó mà lúc đó cô làm sao ta cô mặc cái áo len với đồ nón sụp xuống vậy nè à, có phải là ông nhìn lầm rồi không vì chuyện của anh su hớt nên ba ngày tôi có ghé qua một chút nhưng buổi tối rất khó để tôi vô nhà của chủ tịch ông cũng biết rất rõ mà trời ơi không phải như vậy đâu rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô mà con xin lỗi ông, ông cậu ơi. Nhưng mà mắt của ông bị làm sao vậy? Ông đụng trúng ở đâu hả? Ờ này, cái 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 này là tôi bị bị đánh hồi tối hôm qua chị tôi đánh, à, lúc đó cô cũng đứng kế bên tôi mà. <laughs> Ui dà, trời, dà. À, à. Vì vậy nên mắt của ông mới bị bầm đó hả? Cô cô không tới đâu hả? Thiệt vậy hả? À cha, vậy thì nếu mà buổi tối ngày hôm qua cô không tới đó thì rốt cuộc tôi thấy cái gì vậy trời? Ê, trời ơi, tôi đã thật sự trở nên kỳ lạ rồi sao? Ê, trời ơi, tôi kỳ lạ rồi, trời ơi! Bây giờ chưa phải lúc, nên mình không thể nói với ông rằng hai người mà ông nhìn thấy tối hôm qua là mình và chị Dung cha được. Tôi đã thử nghĩ về những chuyện mà cậu Súc Chi Quan nói với tôi. Không phải nghe xong, Bà thấy đồng ý cho nên mới gọi tôi tới hay sao? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Vì tôi đã nói với bà rằng tôi có mối ân quán đối với đại diện không? Nhưng bà không nói lại chuyện đó với ông ấy. À, Và sao? còn gọi tôi tới như vậy mà. <laughs> đúng vậy. Cậu xúc chi qua nói rất đúng. Bà nghĩ giống tôi làm tôi cảm thấy... Chà, hình như trong tay có thiên binh dạng mã. Tôi thấy vững lòng hơn nhiều đó. Đối lại, tôi có một điều kiện. Điều kiện của bà là gì? sau này cậu đừng xen vào chuyện của Jun trung quân chuyện hai người hợp thành một đôi và hành động cùng với nhau làm tôi khó chịu lắm hơn nữa hai người cứ đi với nhau như vậy có vẻ cũng gây ảnh hưởng xấu tới xu hết nhà tôi bà thấy sợ vì cô trung quân chính là cháu gái thực sự của chủ tịch nên bà không muốn tôi tiếp tục giúp đỡ cô ấy chứ gì bà sợ sẽ bị cô ấy cướp mất chỗ nhìn cách cậu không thể trả lời tôi liền như vậy tôi đoán chắc là cậu cần thêm thời gian suy nghĩ được thôi tôi sẽ cho cậu thời gian quyết định xong thì tới tìm tôi cứ vậy đi không lẽ bà có ý định bắt tay với sút kỳ quan thật sao <laughs> để coi cho dù anh ta có đồng ý với điều kiện của phó chủ tịch đi nữa chúng ta vẫn không biết anh ta có âm mưu gì đương nhiên có âm mưu chứ nhưng dù bọn họ có nghĩ gì đi nữa chuyện để cho cậu ta giữ khoảng cách nhất định với Jun trung quan cũng không gây ảnh hưởng xấu gì cho phía tôi trong thời gian tới thư ký chung hãy theo sát hành động của súc chi quan một chút dạ tôi hiểu rồi Anh nói là trong danh sách những người đăng ký thuê các sắt không một người nào có bất kỳ liên quan gì tới Hong buôn Ho sao? Phải, tôi đã dò kỹ lắm rồi nhưng mà không có gì hết. hay nhưng mà để phòng hờ, tôi cũng canh theo thời gian ghi lại từ mấy dò tìm vị trí mà kiểm tra hình ảnh của những người đã ra vô ngân hàng lúc đó rồi. Rõ ràng là trong số những người này, chắc chắn phải có một người liên quan tới Hong buôn Ho chứ. Ủa, người này, hình như người này có thấy văn phòng của hồng minh hô Hồ thì phải người nào À, hèn chi tôi cũng thấy hình như có gặp ông ta ở đâu đó rồi à, à, dạ xin chào anh à, dạ 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 <laughs> à đúng rồi là chú cảnh vệ à tôi nhớ lúc ở dưới sảnh công ty á tôi thấy ông ta chào đại diện hồng rất là cung kính tôi còn nghĩ có chuyện gì mà ông ta lại phải khúm núm tới như vậy khi gặp đại diện hông nữa đó anh tập trung uh, điều tra người này thử được tôi sẽ tìm hiểu kỹ người này làm ơn đừng có quấy mũi nữa à, à, à. cứ nghĩ tới chuyện đào bới là tôi lại <laughs> hình như là bà ngủ rồi ha. Phải công nhận là bà giống bà cô đó thiệt đó. China hả? Đúng là giống y chang luôn. Gương mặt thì giống nhau y đúc luôn sau cuộc đời của hai người khác nhau tới như vậy. Một người thì là chủ tịch, còn một người có tiền án. China, mẹ xin lỗi con mẹ không phải là một người mẹ đáng tự hào của con Mẹ thật sự xin lỗi con vì mẹ đã sống như vậy Chủ tịch ngủ ngon nha chủ tịch ừ. Ừ. Sao con lại uống nhiều rượu như vậy chứ Con có chuyện gì buồn phiền trong lòng hay sao vậy Tina à. Mau đi giùm tôi đi. Thôi mà, nữ thần à. ơi, tại bà mà tôi muốn phát điên lên đây thiệt tình là tôi không còn chút tâm trí nào hết. Nữ thần ơi, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, bà cứ thoải mái mà nói ra hết đi, tôi sẽ sửa hết tất cả những lỗi lầm đó. Tôi cũng sẽ thật sự thay đổi toàn diện, đổi mới hết từ đầu tới chân luôn. À. Tôi đã nói không phải rồi, sao mà ông cứ như vậy hả? Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. À. Ờ... <laughs> tại sao lại không được chúng ta không bị cha mẹ phản đối cũng không phải trẻ vị thành niên càng không phải trai đã có vợ gái đã có chồng vậy thì tại sao lại không được ghét một người cũng cần có lý do hả ông mau đi về đi tôi nói không được là không được nè à, ông đi uh, đi tôi đã trời nói là ông đi đi nữ thần ơi nữ thần đi ơi trời ơi nữ thần nữ thần ơi đã nói là đi về đi mà sao cứ ủa tôi đã nói bữa nay nghỉ mà sao cô tới chi vậy quán ăn đang buôn bán tốt mà tự nhiên bác nói đóng cửa cho nên con mới tới hơn nữa con cũng lo lắng không biết là bác có bị đau bệnh gì không cô cũng thấy tôi khỏe mạnh bình thường rồi nên cô đi về đi đừng lo nữa nhìn bác đâu có giống như là khỏe mạnh bình thường đâu đã xảy ra chuyện gì có phải hay không vậy bác Ê, rót cho con một ly giới có phải tại chuyện yêu đương cho nên bác mới như vậy không tại cái ông mà bác quen gần đây sao sao tự nhiên lôi người đó vô đây nữa đã nói không phải mà tại vì tâm trạng của con bây giờ cũng gần giống như bác vậy đó Dì của dây chuông đã có bạn trai rồi sao con không biết anh ta cứ giống như là một thằng ngốc vậy à, thôi được rồi chúng ta uống đi ha cuộc đời có gì đâu phải có lúc này lúc kia không được như ý mình mới gọi là cuộc đời chứ ơi trời ơi được rồi con có phải là miếng xinh gươm dính vô đế dài của anh ta đâu mà tại sao anh ta đối xử với con như vậy chứ à, sao mọi chuyện lại đảo lộn như vậy chứ gia đình ta việc đáng ghét <laughs> con trai một đáng ghét Nhìn sao cũng thấy anh ta chảnh chọe Anh tưởng à... anh là ai Tôi đây á cũng là con gái lá ngọc cành vàng của mẹ tôi vậy Bây giờ chắc là ông ấy đang lao tâm khổ tứ dữ lắm đây Càng nhìn càng thấy anh ta khó tính Chắc là anh ta à... <laughs> Bây giờ tôi đi gặp chủ tịch một chút Thôi trời ơi Anh còn định lấy chuyện chủ tịch đang ở đó Làm cái cớ để lưu tới nhà đó tới chừng nào đây à, trời... à, dạ anh đi cẩn thận ha Ê, trời ơi trời ơi trời tôi không biết đâu nghe wow, Sức cười chớ mạnh ghê luôn <cười> <cười> Mấy cái này là sao vậy anh Tôi biếu cho chủ tịch tấm bổ Chủ tịch phải ăn thì mới có thể mau khỏe chứ. Dây chun cũng mang nhiều vô, mới lớn nhanh được nha con. À, dù biết là vậy nhưng mà chỗ đồ này nhiều quá. Chủ tịch cứ yêu cầu cô Trung Quân nấu thật nhiều món ngon để chủ tịch bồi bổ nghe. Dây chun cũng sẽ ăn thiệt nhiều để lớn lành mạnh khỏe như là chú. Mở <laughs> Hơi... cửa mở cửa nhanh lên gì vậy bác mừng Xu mở cửa Ủa Ở trời mở cô, cửa cô 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 cô, Ê, cô bác mừng Xu! cô Su. cô 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 Trung Hoa cô cô nè nè trời ơi, cô Trung Hoa ơi! cô Trung Hoa cô không sao chứ hả cô Trung Hoa Cô Trung Hoa cái gì mà cô Trung Hoa đáng lẽ là Hồng Hoa mới đúng. Bác Mân Xu, anh, làm người như vậy là không được đâu. Ờ, tôi thì làm làm sao? Ê. hả? Rồi sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Có ai bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với tôi à, chờ, đâu. Mà bỏ tôi ra, bỏ ra, với coi cái áo như của tôi dãn hết bây giờ. Cô làm dãn áo tôi rồi, má bỏ. Cô bị sao vậy hả cô Trung Hoa? Ờ, nhưng mà ở, nghĩ lại thì thấy sao cô Toàn nói trống không với tôi vậy? Bộ say lắm rồi hả? Tôi biết bây giờ anh Chi Quan đâu có tâm trí nào để ý những chuyện như vậy. Dù có phải lo nghĩ những chuyện khác, nhưng mà tôi luôn luôn có thời gian để nghĩ cho cô Trung Quân, Chủ tịch và cả Như Chuân. Nhưng mà... Ờ... À... Ờ, à, Mân Xu hả? Giám đốc ơi, thật sự xin lỗi anh nhưng mà tối nay anh tới chỗ văn phòng và ngủ lại đó luôn được không? À, à thiệt ra thì chuyện là 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 tôi tôi có 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 người bạn từ dưới quê bất ngờ lên đây chơi nè. Bạn dưới quê? Quê của anh là Sư mà Mương Suối. À à, à à không 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 ý, ý ý ý ý tôi là ý khu tôi ở thịt uh, thịt <laughs> <laughs> à, bạn tôi cứ ở nước ngoài thời gian và bây giờ mới về nước rồi anh ta lại không có chỗ để ngủ. Được rồi tôi biết rồi mà. Vậy anh nói chuyện với bạn của anh tiếp đi nha, Mai gặp lại dạ 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 tôi xin lỗi nha dạ dạ Ôi trời ơi phát điên lên luôn à Bác mân xu ơi tôi là Bác mân xu đó nha trời à, ơi à. chắc tôi thật sự phát điên lên quá du, 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 du. cô vô cô Trung hoa cô, cô tỉnh dậy đi cô không tỉnh dậy thiệt hả sao vậy ờ đâu có gì mân xu đang hẹn hò thiệt hết trời Chị tối nay ngủ ở nhà bạn rồi, ngày mai chị mới về Cô sao vậy? À, không có gì đâu Tự nhiên chị nói tới nhà bạn ngủ rồi mai về là sao? Bạn của chị kết hôn hết rồi mà Đâu có người bạn nào để chị ngủ lại qua đêm đâu ta Gì vậy? Anh còn chưa thức dậy hả Mơ Su? Ờ, à, phải. Ờ. À. Ủa? Làm gì mà chưa tới nữa vậy? Bạn của anh vẫn còn ở đó hả? Ờ, à, không phải. Đi, 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 rồi. Bạn tôi đi rồi. <laughs> tiếng gì nghe ghê ghê vậy? À, tiếng chó đó mà, chó. À, tại tôi mở hết cửa sổ ra nên anh mới nghe tiếng chó sủa vậy đó. Gâu gâu, im lặng đi. Ờ. À, à, à. à, Giám đốc ơi, anh chờ tôi một chút nha. Giờ tôi sẽ tới đó liền ha. Tôi tới liền. Trời ơi, tự nhiên cô lên tiếng như vậy thì tôi biết phải làm sao. T tại sao? T tại sao tôi lại ở đây vậy? Còn hỏi sao cô ở đây nữa? Bộ ai bắt cô tới đây à, hả? ?là, là tự cô đi tới đây chứ còn sao nữa? Ôi, trời ơi! À, trời trời trời, ]vais. không có chuyện đó đâu. Cô thấy mà không biết hả? Tôi nằm ngủ dưới sàn đây nè. phải tìm cách làm cho tôi tỉnh dậy để tôi trở về nhà chứ. Anh làm vậy thì biết làm sao bây giờ? Tôi kêu cô dậy nhiều tới nỗi muốn khang của họng luôn. Với lại tôi còn đánh... À không, tôi còn chưa đánh nhưng mà tôi đã làm mọi cách để đánh thức cô. Với lại tôi cũng đâu thế nào gọi điện kêu cô Trung Quân tới đây rước cô được đâu. À, đúng rồi, à, tôi không về mà không báo. Chắc là Trung Quân lo lắng lắm. Tôi gửi tin nhắn cho cô Trung Quân rồi bằng điện thoại của cô đó. À, cái gì? Sao, sao anh không được phép của tôi mà lại xài điện thoại của tôi chứ? Anh... À... Anh gửi tin nhắn nói cái gì Thì tôi nói là cô ngủ ở lại nhà bạn sao vậy Bạn hả Vậy chứ phải nói làm sao Không lẽ nói là cô đã uống rượu rồi la hét ầm à ĩ Tôi tới đây tìm bác bên Xu Kiểu như vậy hả Tại vì tôi, 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 tôi có chuyện khó chịu đối với anh Cho nên lúc xỉn tôi mới tới đây Chứ tôi Tại sao khi không lại tới đây để làm cái gì Sao cô lại bắt đầu nữa rồi Không phải tối qua chúng ta giải quyết Mọi hiểu lầm rồi hay sao Giải quyết hiểu lầm gì chứ bộ cô không nhớ gì hả lại có chuyện gì nữa hả tôi 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 tôi, tôi không biết đâu tôi tôi tôi, tôi không nhớ bất cứ chuyện gì hết anh cũng vậy không, nhớ không, 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 được không nói phải gì chuyện đó. xấu chực, đừng gì đâu. Có nói gì đó nè nhớ không, đó. không không phải chuyện xấu mà chúng ta chỉ nói Đồ. chuyện tâm sự rồi trải lòng không phải đâu mà cô cô tính đi đâu đằng đó vậy cô chung 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 hóa ở đây nè túi sách hả? túi sách cô về hả Hãy trợ lý kim <laughs> chào anh à, anh anh tới rồi hả anh cứ vào trong đi à lần trước tôi có thấy một người là cảnh vệ của tập đoàn đê dân đi vô trong văn phòng của đại diện không à người đó hả nhưng sao vậy không biết người đó có đáng tin hay không ý tôi muốn nói vấn đề an ninh à đương nhiên hiện nay trợ lý kim vẫn đang làm rất tốt à, nhưng mà người quảng bá cho đại diện không tôi cũng cảm thấy có phần hơi lo lắng à nếu là anh ta thì anh không cần phải lo anh ta tuyệt đối không làm gì có hại cho đại diện đâu thật gì vậy à hồi trước anh ta làm tài xế cho đại diện đại diện đã giúp đỡ anh ta rất nhiều nói tóm lại anh xúc chi quan không cần cảnh giác anh ta à dạ nếu vậy thì may quá rồi <laughs> cái này là kết quả điều tra về người cảnh vệ đó à... anh không sao chứ chuyện gì à không nhìn anh có hơi ờ à, không có gì à... đúng như là trợ lý kim nói anh ta thật sự từng làm tài xế cho đại diện không xảy ra tai nạn nên anh ta không làm tài xế nữa nhưng mà đại diện không vẫn giúp đỡ anh ta nhiều cho anh ta làm việc trong tập đoàn đê văn và cho con anh ta tiền học đó là lý do mà anh ta khúm núm như vậy đó anh ta phải trung thành tới mức đó thì mới có thể giao kết an toàn chứ một người vừa đáng tin cậy lại vừa không có tính tò mò, chuyện của đại diện Hung lại còn là người không tham lam nữa. Dạ, anh ta đúng là rất hợp để làm việc đó. Nếu như chúng ta lợi dụng người đó, thì có thể mở được két an toàn. Tuyết Vi à, Chung. À, dạ. Gặp cô thật đúng lúc quá rồi. À, bộ anh có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao vậy? Nếu như cô có thời gian thì đi ăn với tôi nha. À, dạ, ăn với tôi. Sao cô ngạc nhiên dữ vậy? Chuyện cùng ăn cơm với nhau cũng là chuyện gây bất ngờ tới vậy sao? À, vậy thì đừng ăn cơm mà uống rượu đi. Uống rượu? À, được chứ. Vậy thì cùng uống rượu đi. À, quyết định vậy đi. <laughs> sao anh đi uống rượu với cô ta? không phải giám đốc có hơi kỳ lạ quá sao? tại hình như cha sương hy cũng đã kêu cô ấy theo dõi tôi. thay vì để bị theo dõi, tôi quan sát ngược lại cô ta. biết đâu thu được cái gì đó thì sao đi. nói vậy là xuất chi quan đã đề nghị gặp riêng thư ký Chung ở bên ngoài đúng không? Dạ. tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nên trước mắt cứ thử gặp coi sao. trước mắt nếu súc chi quan vẫn tiếp cận cô nữa thì báo lại với tôi liền dạ phó chủ tịch à mà tôi đã liên lạc được với chuyên gia thôi miên mà lần trước bà có nhắc tới bà có cần tôi đặt lịch luôn hay không không cần chúng ta không nên quá vội vàng để cho cô ta thử mấy thứ như điều trị thôi miên không chừng sẽ làm cô ta nhớ lại mọi chuyện Chị... Sao bà lại thở dài như vậy? Bà lo cho mẹ nó mới vậy hả? Bây giờ chị Jun Cha vẫn đang chờ có cơ hội chị ấy sẽ kiếm mẹ trong nhà đó liền. Nhưng mà có vẻ không dễ chút nào đâu bà ơi. Con cũng muốn vô trong căn nhà đó để tìm cùng với chị nhưng mà con sợ nếu bị cha sân khi bắt gặp thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nên rất khó để con ra mặt nhưng mà bà đừng lo lắng chuyện đó nữa con sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu mẹ ra khỏi căn nhà đó sớm nhất cô anh nghe đó thưa cô không biết có phải cô ấy đã tỉnh táo lại hay không mà tự nhiên cô ấy kêu tôi gọi một cú điện thoại giùm cho cô ấy tóm lại rõ ràng cô ấy đã nói như một người bình thường vậy đó cô ấy nhờ tôi gọi điện thoại giùm mình có nên dùng tới biện pháp thôi miên để kiểm tra chính xác tình hình hiện giờ của ân e ra sao không không được lỡ như cô ta hoàn toàn bình thường trở lại thì sao không được à, mẹ ơi mẹ ơi sao lại nói dối tôi Sao nó dối tôi hả? Chủ tịch cháu xin đúng là mẹ của tôi mà. Cô không được đi. Cô không phải là con gái của mẹ tôi. Kim ưng nghe. Rốt cuộc là cô đã nhớ được tới đâu rồi hả? Ừ. Tại sao lại nói dối tôi hả? chủ tịch cho ông Sim đúng là mẹ của tôi mà tại sao lại nói dối tôi hả Chú tịch Cháu ông Sim đúng là mẹ của tôi mà kim ưng nghe chị không phải là con gái của mẹ con gái thật của mẹ không phải là chị mà chính là tôi cô không được đi cô không phải là con gái mẹ tôi Tới kiểm tra là biết chứ gì bỏ ra bỏ tôi ra cô không được đi không bỏ đi cô đừng nói xong xiết tôi không có nhé